Hai, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta hôm nay gặp nhau ở Mu Vinh Dự rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay mình có con hàng ở cụm server 089 ha. Con hàng này đổi bát, đổi gmail và đổi câu hỏi là có thể chiến nha anh em. Ok, vào trong để xem thử con hàng như thế nào ha. Không biết ai nhắc nữa. Mùa này chỉ sợ nhất là Covid nhất thôi anh em à, đúng không? 93 triệu lực chiến VIP 12 ha. Để coi. Còn tầm 29 triệu nữa lên VIP 13 ha. Bảng xếp hạng luôn nè. Hàng ải hạng 2, hàng cấp hạng 2, hạng lực chiến hạng 2, hạng đấu trường hạng 2. Ok. Top 2 hết ha, 93 99 63 58 56 52 51 49. Ok. À, kỹ năng nè. Pháp sư mẫn đầu anh em à. Đấy. Pháp sư mẫn đầu ha, còn hai cái này. Với hai cái này. Với cái này nữa, năm thực dư chưa mất ha. Con pháp sư giữa là pháp sư trí nè, à có vẻ như pháp sư giữa mới là cái mai chính ở đây mà con chưa chính ha. Đấy, con hàng này chưa mát ha, con S này. À, gì bên phần nhân vật nè, cơ bản nè, thuộc tính của pháp sư mẫn này, này mà pháp sư trí nè. Con ép trí nè, trang phục nè, trang phục ép không có ha. Con pháp sư trí ở giữa thì 5 món nè, con pháp sư đầu 4 món nè, toa kỳ, xuyên chiến long, hoàng kim nè, bọ cạp nè, áo hình thì có hàng băng thần lộc ha, kỹ thuật 5 10 15 20 21 21 ô ha. Thánh vật nè. Sắp phong ma cao nhất 105, thấp nhất là 81 ha. Kiếm xa ngã thì cao nhất 93, thấp nhất là 70 ha. Hạt cầm thì cao nhất là 17, thấp nhất 10 cao nhất 18, thấp nhất 17 ha. Lỗi nè. Lỗi sắp phát ma trước mặt 7 món nè. Kiếm xe ngã 7 món nè. Hạt cầm 7 món nè. Huy chương lên được hai con đỏ nè. Hàng đỏ 5 con cam, 6 con tím, 2 con lục ha. Ngọc nè. Ngọc 4 ép nè anh em à. Con pháp sư trí nè. Pháp sư mẫn nè. Rèn luôn nè. À, bậc 4 con ép nè, cặp vũ khí thiên thần, con pháp sư một cặp luôn, năm chắc việc luôn. Pháp sư đầu nè, năm pháp sư đầu nè, pháp sư giữa nè, giống như chuyền đỏ nè, con ép nè, bậc 6 pháp sư đầu nè, có win 3 nè, con pháp sư giữa nè, có win 3 luôn nè, giống như chuyền đỏ ha. Con ép nè, bậc 7 nè, con ép pháp sư giữa nè, nhẫn dây chuyền cốc đỏ ha. À, được 4 món charon hồng ha. Pháp sư đầu nè, bậc 8 ở pháp sư đầu nè, pháp sư giữa nè, ép cuối nè, tinh luyện cánh nè, 3,3% nè. Ý, 50% ở con pháp sư giữa nè. 5 13% nè, 6 50% nè. Ok. Túi nè. Bậc 4 nè.
cam nè, cam 3 cam ha. 3 cam bậc 4 nè, bậc 5 nè. Một đỏ 2 cam anh em à. Một đỏ 2 cam ở bậc 5 ha, bậc 6 nè. 3 cam luôn, 3 cam bậc 6, bậc 7 nè. Đỏ nè. Đỏ nè. Cam nè. Hai đỏ một cam ha, bậc 8 nè. Không có nè. Hai cam nè. Thần trang bậc 4 ở pháp sư đầu nè, pháp sư giữa nè. Ép cuối nè. Bậc 5, pháp sư đầu, pháp sư giữa, ép cuối. 6, pháp sư đầu, pháp sư giữa, ép cuối. Bậc 7, pháp sư đầu, pháp sư giữa, ép cuối. Bậc 8, pháp sư đầu, pháp sư giữa, ép cuối. Ok, nguyên tố luôn nè. Nguyên tố ở pháp sư đầu ở đây mà. Còn pháp sư giữa, ép cuối nè, nguyên tố, khắc ở nguyên tố luôn nè. Cuốn ép nè, pháp sư giữa nè, pháp sư đầu nè. Đó. Để mình vô mình nè, bên đấu trường nữa coi. 9399 thử ăn không nha anh em, đấy thử ăn không ha. Nếu biết cách ra BK vẫn có thể ăn nha anh em, coi mình sòn nè. Sòn qua sòn lại là ăn luôn nè, tầm cỡ 6 triệu lượt chiến thì ngon cơm anh em à, có thể quém được ha, dư sức. Nhưng mà tùy ạc nha anh em, tùy ạc cái lát anh em nâng như thế nào nữa. Ơ đù, ghê hả? Đù bên kia bọn, bên kia đánh thốn vãi. Ok, rồi mình chạy lấy kho cái nữa, mình chạy lấy kho cho xem trong kho nữa coi còn gì hay không ha. À, giá chủ mặt đưa ra là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu ha. Anh em nào mua có thể liên hệ trực tiếp mình ha. Hai triệu rưỡi có fit nha anh em, đấy. 2,5 triệu mà có fit ha. Ok. Rồi, trong kho còn những thứ như thế này, còn cái lông nữa này mà. Đấy. Cánh đời 2. Đồ đạc như thế này. Còn đây ngoài túi ha. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp anh em video tiếp theo mình. Nếu anh em có ý kiến gì hay để lại phần comment bên dưới, còn nếu ủng hộ mình để like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.